Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh đoàn đáp trả khi nhận ý kiến vì sắp có con chung với Trí Quang. Sau khi công khai dự định sắp đón cặp song sinh vào tháng 12, Thanh đoàn Hà Trí Quang đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cũng như tinh thần để chăm sóc hai thiên thành nhí. Bên cạnh những bình luận ủng hộ và chúc phúc thì một bộ phận lại buông lời mỉa mai. Vì thế, thanh đoàn đã đáp trả sâu cay bằng động thái bất ngờ. Thanh đoàn và Hà Trí Quang chắp tay vái lại trước những bình luận kém duyên về việc sinh con. Trên kênh TikTok cá nhân, người yêu của Hà Trí Quang vừa đăng tải đoạn clip tổng hợp những bình luận không tích cực về việc tổ ấm cặp đôi sắp có thành viên nhí. Trước những ý kiến không hay, thay vì lên tiếng đáp trả như mọi lần, thì thanh đoàn lại cao tay chèn ảnh mình và bạn trai chắp tay cầu nguyện. Nhiều người bình luận không hay về việc cặp đôi sắp có con chung. Thanh Đoàn và Hà Trí Quang đối mặt với dư luận khi đến với nhau. Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc bên nhau trên trang cá nhân như cách thể hiện tình cảm. Cả hai diễn đồ đôi mỗi lúc nên nhiều fan tỏ ra không thích. Khung hình tình bể bình của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang. Đây được xem là hành động thể hiện sự không quan tâm cũng như không xem trọng những lời công kích trên. Chính vì lẽ đó mà phản ứng lần này dễ dàng lấy lại thiện cảm từ phía người hâm mộ bên nhau mặc kệ dư luận, thanh đoàn Hà Trí Quang đã có khoảng thời gian hạnh phúc khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào. Bên cạnh những lời chê bai, thì cặp đôi cũng nhận nhiều lời chúc. Đó chắc chắn là động lực để nam diễn viên cùng bạn trai cố gắng. Cả hai nắm tay nhau chụp ảnh liên tục. Nam diễn viên và bạn trai còn thân thiết với tất cả người thân. Cặp đôi có mối quan hệ thân thiết với Hồ Bích Trâm. Để thêm sợi dây kết nối nên cả hai đã quyết định có con nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo. Dù biết sẽ đối mặt với nhiều ồn ào, nhưng nam diễn viên vẫn chia sẻ tin vui tới nhiều người hâm mộ trên kênh YouTube cá nhân. Cặp đôi sẵn sàng nẫn tay trên xin đồ biểm sữa của Hồ Bích Trâm để cho song sinh sắp tới. Cặp đôi nam diễn viên vừa kỷ niệm một năm yêu nhau. Mỗi khi xuất hiện, cả hai đều mặc đồ đôi đồng điệu, chứng tỏ chủ quyền cùng nhau. Từng có bình luận cho rằng việc mặc đồ đôi của cặp đôi là kém sang. Thanh đoàn theo đó cũng thẳng thắn lên tiếng. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo